Chào mừng anh em quay lại với Game Tổng Hợp. Hôm nay mình lại, các bạn thấy trên màn hình của mình không? Đây là xe ổi nhá, đấy, xe ổi cao cấp ấy. Khá là nhiều tiền nhưng bây giờ để mình làm nhiệm vụ đã. Không thấy nhiệm vụ nó báo ở đâu nhỉ? Đấy, các bạn thấy ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa? Đừng đùa với mình. À đây, đây rồi, đây rồi. Thấy phát hiện ra những những công việc mình cần phải làm bây giờ. Ui dồi, khiến nó bay lên trời bây giờ. Đây, mình sẽ ổi tường. Ok. Máy ổi phá tường mọi người nhé. Phá tường để xây công trình. Đổ hết ngay máy ổi mà. Đâu phải đơn giản đâu mọi người. Anh em mà xem video mà thấy yêu thích kênh Game Tổng Hợp của mình, hãy cho mình một like và một share và chia sẻ nhé. Rất là cảm ơn anh em luôn luôn ủng hộ Game Tổng Hợp trong suốt thời gian qua. Úi dồi ôi, may quá, may không việc gì. Cái này nó cho chúng ta tầm khoảng 30, hơn 1 phút mà vừa lấy mình mãi nói chuyện quá. Bây giờ còn 30 giây, úi dồi, không biết nó có được không đây này. Không được thì hơi uổng đấy. Còn bao nhiêu, 20 giây. Chúng ta ủi mạnh lên em ơi. Nhanh lên, còn về ăn cơm, vợ nó chờ ở nhà đấy. Chết, à, còn một mảnh nữa kìa. 6 giây kìa, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi. Không qua được ông giáo ạ. Qua được con này. Mình tưởng là không qua được cái màn vườn đấy. Rất là ok, cái này chơi khá là hay đấy mọi người. Rồi tiếp tục nào. Các bạn thấy chưa? Ở đây là những hòn đá này chúng ta cần phải là ủi nó vào bên trong hết nhá. Nhưng mà nó cho thời gian ít quá là anh em không ủi được đấy cho có. À lần này nó cho chúng ta là tầm khoảng 3 phút. 3 phút để xử lý cái đống 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 đá này. Rồi ok. Xử lý khá nhanh nhớ. Các bạn thấy không? Cực kỳ nhanh nhạy. Rồi ok, tiếp tục nè. Cái này giống như là bốc đầu được luôn á, khiếp thật. Nếu mà 3 phút mà không qua được là thua nhá. Chúng ta phải chơi lại từ đầu đấy. Rồi, rất chuyên nghiệp. Rất chuyên nghiệp, những pha xử lý đi vào lòng người của máy ổi. Các bạn thấy là ở đây khu này người ta sẽ xây một cái, theo mình nghĩ xây nhà trường hay là bệnh viện hay là cái công trình rất là to lớn ở đây này, nên là cần phải những loại xe máy xúc cần cẩu hạng nặng để chúng ta làm việc một cách nhanh chóng. Rất hiệu quả các bạn thấy không? Rồi ok, lùi lại đi, còn đây nữa này. Ồ, từ từ em ơi, đứng cái lốp to. Lốp này khá là to rồi, ok. Và video của mình xin phép dừng ở đây nhé. Đây là phần 1, các bạn sẽ đón xem phần 2 của buổi tối, vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Đây là phần 1, mình sẽ làm nhiều phần ra để cho các bạn coi. Ví dụ mình làm một video thì nó không được